Tình quỷ nhà ngươi trong giữa tòa lầu này, tại vì ngươi mà bỏ qua rất nhiều chuyện. Từ quy thâm nghiêm, không dám lơ là. Hơn nữa, Phật bảo chân kinh ở đây, Bần tăng và tiểu nữ yêu nhau ở chốn này đã là phạm phải tội muôn đời muôn kiếp không trở lại được rồi. Hết A-di-đà-phật. Sao vậy? Ngươi dụ dỗ ta, bây giờ hối hận à? Tiểu thơ hà tất phải đa nghi như vậy? Ta chỉ muốn nói với cao tăng thần linh thôi mà. Đi đi, đi đi, nhanh lên. Nhưng, nhanh lên. Nhưng tiếp sợ lắm. Không sao đâu, có ta ở đây rồi. Yên tâm đi, yên tâm đi. Không có sao đâu, không sao đâu. Không sao đâu. Có người chết. Kỳ lạ, người lúc nãy là ai? Sao đột nhiên không thấy bóng dáng đâu cả? Lúc nãy, chàng đã nhìn thấy gì hả? Bằng ta không hề thấy gì hết. Lại đó coi đi. Đi đi, lại đó coi đi. Trời ơi, tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chết rồi, đã chết rồi. Có người chết ngoài lầu, chàng chắc chắn là sẽ không thoát khỏi có liên quan. Nơi này không thể ở lâu được, ngày mai nhất định phải đi. Hãy đưa thiếp cao chạy xa bay. Nhưng mà chuyện này chàng còn chuyện này gì chuyện nữa này ta biết làm chuyện sao đây? Chàng biết, chàng dám phụ lòng bổn cô nương, bổn cô nương không tha cho chàng đâu. Ta đâu có nói là ta sẽ phụ lòng nàng. Ta đồng ý với nàng là được rồi chứ gì. Mau đi xem kìa, nhanh lên. Nhanh lên đi, trời ơi, ghê quá. Không lẽ là chuyện tối hôm qua? Chết rồi, làm sao đây? Sư đệ. Sư huynh. Dưới lầu có một người chết á. Người chết là ai vậy? Là Tịnh Tu, Tam Quốc Tịnh Tiêu Lâm đến ngủ tại chùa chúng ta. Tăng ấy chết bên dưới tàng kinh lầu. Sư đệ, đệ tính đi đâu vậy hả? Đệ đâu có đi đâu, không có đi đâu hết. Nhanh lên. Ngươi chắc định chạy trốn rồi. Tàng kinh lầu có người chết, ngươi là người giữ cửa tàng kinh lầu, nhất định không thoát khỏi có liên can đâu. Cái gì? Tàng kinh lầu có người chết liên quan gì tới đệ? Nguyên Hoàng à, huynh đừng có ngậm máu phun người nghe. Tịnh Tu cũng là người được huynh đưa vào chùa, vậy cũng phải có liên quan chứ. Có phải ngậm máu phun người hay không á, ta và ngươi đều phải gánh vác trách nhiệm, sau này tự sư phụ phân giải.
Bây giờ đệ phải đến tàng kinh lầu với ta ngay. Đi. Ta không đi. Đi lẹ đi. Nhanh lên đi coi thế nào. Nhanh lên. Sư huynh, huynh làm gì vậy? Cái chết của Tịnh Tu ở kinh lầu có phải do đệ làm không? Không phải, bằng chứng đâu hả? Có bằng chứng, có bằng chứng thì báo quan bắt đệ từ lâu rồi. Tịnh Tu do ta thu nạp, người chắc chắn là muốn tranh giành chức sự trưởng, đố kỵ với hắn nên giết hắn, có phải vậy không? Nói đi, mau lên. Tuyệt đối không có chuyện đó. Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm. Sư đệ, đệ đừng có nghĩ là chuyện đệ làm sẽ không ai biết đâu, có hiểu chưa? Nguyên Hoàng, huynh đi mau, đi với ta gặp tiểu chủ mà lý sự đi. Không cần ngươi phải kéo, ta tự biết đi mà. Sư tôn, đệ tử phát hiện trong tự có kho báu. A Di Đà Phật, bổn tự nhiều đời cao tăng, có giữ nhiều bảo vật Phật môn thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Không phải là Phật bảo mà là của cải. Những của cải ở trong cung tàng kinh lâu, lẽ nào sư tôn không biết hay sao? A Di Đà Phật, Nguyên Giáp Đồ Nghi, người xuất gia có tiền tài là vật ngoài thân, nếu trong tự thật sự có kho báu thì cũng do sư tổ để lại để tu sửa các bức tượng Phật tổ giác vàng mà thôi. Sư tôn à, những cái thùng của cải đó giống không liên quan gì đến sư tổ mà liên quan tới hoàng thất đó. A Di Đà Phật, tội lỗi. Nguyên Giáp, những lời nói này của con là có ý gì? Đệ tử đã điều tra ra, những cái rương của cải đó chính là bảo vật của hoàng thất. Đệ tử không dám làm bậy, cho nên mới đến đây thỉnh ý của sư tôn. A Di Đà Phật, Nguyên Giáp, vậy theo ý của con thì sao? Đệ tử nghĩ, nếu như tâu lên triều đình để triều đình đến xử lý, hay là do sư tôn quyết định đi, sư đồ chúng ta cứ chia đều, sư tôn mở rộng cửa Phật, đệ tử cũng an nhàn nửa đời. A Di Đà Phật, Nguyên Giáp, chứng cứ mà con nói đến đâu? Đợi sau buổi kinh tối, đệ tử sẽ mang đến một vật, sư tôn coi xong thì sẽ hiểu ngay thôi mà. Nếu đã như vậy thì con đi đi. Dạ. Lão nô xin bái kiến quận chúa. Quản gia xin đứng lên. Có điều tra ra họ đi hướng nào hay không? Sau khi tiễn hai vị ra khỏi phủ thì đi theo từ xa, thấy họ đi vào trong tùy ý lâu, lão nô đã ngồi đợi suốt hai canh giờ cũng không thấy họ đi trở ra đó. Đã vất vả cho ông rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Dạ. Kỳ lạ, đứa bé của vú Phùng tại sao lại liên quan đến Từ Âm Tự? Không thể nào. Nhưng mà... quận chúa, người đàn ông của vú Phùng không phải là một tăng nhân sao? Có khi nào đã giấu đứa bé ở trong tự? Dám lén giấu người ở trong chùa, tăng nhân này phải có dũng khí và thủ đoạn lắm đây. Trừ phi là gốc gác của người này rất cao, nếu không thì đứa bé này phải cạo đầu xuất gia. Quận chúa, nhanh lên, họ đang tiến đến phủ quận chúa. Mau, đưa họ ra bằng cửa sau. Nghĩ đến đây thì ta lại nhớ lại một chuyện. Bao nhiêu năm nay Phất Chân không có dũng khí đến chùa để nghe ngóng tin tức của nó.
cửa chính không chịu vào phải lén lút chi vậy trời? Thiệt là nè. Huynh làm gì vậy? Huynh có biết đây là tự miếu gia không? Ai như huynh không phải quan ngoại thân, huynh chính là yêu đạo, còn ta là quan viên, huynh có biết không vậy? Lần đầu tiên khó tránh khỏi hồi hộp, lần sau sẽ đỡ hơn nhiều. Thôi bớt nói nhảm đi, một lần đủ rồi. Nè yêu đạo, ta thấy huynh rất quen thuộc nơi này ha. Tôi cũng có tới vài lần thôi. Bây giờ buổi tối trong tự còn chưa kết thúc, còn lâu lắm chúng ta mới được do thám tàng kinh lâu đó nghe, có phải không vậy? Nè, không lẽ chỉ có lối vào này thôi hay sao? Nè, tàng kinh lâu là nơi đáng nghi ngờ nhất đó, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn, lấy mỏ tính rồi đêm nay sẽ có phát hiện. Nói cho huynh biết, ta không thể nói như huynh được. Ta thấy mình cần xem xét lại vấn đề một cách kỹ lưỡng. Bây giờ khả năng nguyên giác là lớn nhất. Huynh nghĩ xem, huynh có nhớ tình hình lúc đó, hắn một mực cho rằng Tịnh Tu bị ngã nên mới dẫn tới cái chết. Người nhớ không, hắn không cho chúng ta vào trong kiểm tra, bên trong nhất định có cái gì đó. Ta nghĩ hắn chính là gian phu của Vũ Phùng. Khi hai người ở bên cạnh nhau thì bị Tịnh Tu phát hiện, sau đó giết người diệt khẩu. Nghe như vậy là hợp lý rồi. Vũ Phùng, đúng rồi, Vũ Phùng này sau đó vì lo sợ nên mới tự sát. Ê, huynh nghĩ coi, hai chuyện này có liên quan không? Có phải không? Lúc nhìn thi thể của Tịnh Tu thì đã nói với mọi người là bị ngã chết. Còn người ngoài thì sao? Quy tắc người ngoài không được vào tàng kinh các đã có từ lâu. Nguyên giáp là tăng nhân trực, vậy thì hắn giữ nội quy là đúng phận sự của mình, không thể coi là điểm nghi ngờ được. Hơn nữa sao hả? Hắn với Vũ Phùng tư thông đâu có đúng đâu. Họ chân nhau 20 tuổi đó, sao có thể gọi là tư thông được chứ? Vậy thì sao chứ? Ta nói cho huynh biết, không nhất định là vậy đâu. Huynh nghĩ xem, lỡ như nguyên giác này là một tên quỷ háo sắc, không để ý tới tuổi tác thì sao? Cũng không phải không có lý. Khi chúng ta phát hiện ra cái kim thoa đó, nhưng mà Vũ Phùng thì sao? Yểm bùa trong hộp bánh, việc mua hại quận chúa giải thích làm sao đây chứ? Lầu nguyên giác, ta nói có chuyện rồi mà. Xảy ra chuyện rồi. Ngừng tay. Bị thương không vậy? Đa tạ đã quan tâm, ta không sao. Ý tôi là cái tên Hắc Nhi đó. Hắn sao? Ta cũng không biết nữa. Chết rồi. Giờ này hắn đến tàng kinh lâu là hẹn gặp hay tìm đồ đi ta? Đúng rồi, nhất định hắn đến tìm chiếc kim thoa bị mất đó. Có người đến rồi, chạy mau. Khoan đã. Đi. A Di Đà Phật. Tôn sư, tàng kinh lâu liên tiếp xảy ra án mạng, việc này
rất là kỳ lạ đó. A-di-đà-phật, truyền lệnh võ tăng bảo vệ tự ngày đêm luân phiên canh gác tàng kinh lâu. Những bảo vật mà cao tăng nhiều đời lưu trữ tuyệt đối không được để xảy ra chuyện. Dạ. Yên tâm đi, đâu có bắt tại trận thì đâu có sao đâu. Ngày mai đi lẫn vào đám khách ra ngoài là xong rồi, đâu có gì phải lo đâu chứ. Đúng vậy, nếu như không vì huynh, sao ta lại có cuộc phiêu lưu này chứ. Ê, nếu như hôm nay không đến, chúng ta có phải đỡ rất nhiều chuyện rồi hay không chứ. Mình xem đi, cái này... Lý. Ý. Nếu tôi đoán không sai thì cái miếng ngọc bội này là vật tùy thân của Ẩn Thái Tử. Đại sư. A-di-đà Phật. Bên ngoài sao rồi? Chấp sự Nghiêm Hoàng đang ở chỗ xảy ra chuyện. Thi thể của Nguyên Giác vẫn đang ở tầng kinh lâu, có người canh giữ. Sáng sớm ngày mai sẽ đi báo quan. Đa tạ đại sư đã giúp hai người chúng tôi. A-di-đà Phật. Tội lỗi. Bần tăng chưa từng nói dối. Chỉ là không có ai hỏi, bần tăng cũng không tiện nói nhiều. Nói lời che giấu, nếu như vậy, Phật tổ sẽ trách tội. Nói như vậy, không phải là mắt nhắm tai ngơ sao? Quỳnh nói vậy là sai rồi. Không có ai hỏi tức là không có ai hỏi, không phải là cố ý che giấu. Xin hỏi đại sư, thi thể của Tịnh Tu Hoàng ở đâu vậy hả? Bên ngoài cửa Từ Ân Tự. Đại sư à, trụ trì của chùa vì sao lại phải ngồi vậy? Đầu năm khi đang trùng tu Tự Ân Tự, trụ trì vì quá lao lực nên hai chân bị liệt. Ủa? A-di-đà-phật. Sao lại như vậy chứ? Cái tăng y của người này đâu? Đã mang đi thiêu trước rồi. Cái gì? Vậy thì còn gì mà kiểm tra nữa chứ? Cứ xem một chút đi. Để ta giúp cho. Nè. Rêu xanh. Nếu hiện trường phát hiện ở tàng kinh lâu, không thể nào có rêu xanh được. Đúng vậy. Ý của ngươi là... Hả? Đại sư. Máng nước sau núi quanh năm ẩm ướt, tất sẽ có rêu xanh. Nè, yêu đạo, huynh có phát hiện gì không? Có quốc trì hiệu quý xem là được rồi, cần Lý Mổ xem nữa chứ. Huynh nói gì chứ? Ta hỏi huynh, giết người ở chỗ có rêu xanh, có phải phán đoán của huynh không? Ta đâu có nói đâu. Yêu đạo, huynh không biết tính nghiêm trọng của việc này sao? Ta nói cho huynh biết, trong tự xuất hiện vật của Ẩn Thái Tử, rất có khả năng ảnh hưởng an nguy xã tắc. Huynh có muốn giỡn thì cũng phải tùy lúc chứ. An nguy xã tắc, lạc diệt của đại đường nguyên triều, đâu có liên quan gì tới Lý Mổ. Không liên can gì hả? Huynh nghĩ xem,
Năm đó Ẩn Thái Tử có âm mưu muốn lật đổ hoàng thượng, cho nên mới bị đuổi đi. Bây giờ dư đảng của ông ấy làm loạn, vì nước dẹp loạn là việc của chúng ta. Sao huynh còn có thể nói như vậy chứ? Nhưng mà sự việc có chân tướng. Thái thượng hoàng tuổi tác đã cao, Ẩn Thái Tử cần gì phải mưu nghịch, càng không cần đụng chuyện là giết đệ. Nay hoàng đế đã lên ngôi, nói chuyện ai mưu nghịch thì không còn ý nghĩa gì hết, nói ra cũng vô dụng thôi. Cái tên yêu đạo nhà huynh nói cái gì vậy? Huynh không muốn sống nữa à? Thiên hạ của đương kim hoàng thượng có được ra sao không liên quan tới Lý Mỗ. Nhưng nếu như bịt tai chận chuông, tự lừa dối mình, lừa dối người khác, Lý Mỗ thấy chuyện này thật là vô vị, cho nên mới suy tính thiệt hơn. Yêu đạo, không phải huynh nói chuyện yểm bùa này càng biến đổi thì càng phức tạp hơn hay sao? Sẽ đe dọa tới cả quận chúa nữa. Huynh nghe đây, quận chúa rất hy vọng vào huynh đó. Trong tự thật sự là có một hòa thượng trẻ bị giết, và vào đêm hôm qua cũng đã báo án rồi. Tôi đến Tùy Ý Lâu theo lời của giáo quan thì mới biết được Hiệu Quý Quốc Trì và Lý Tiên Sinh cả đêm không có ở Tùy Ý Lâu. Nhất định là đến từ Ân Tự. Quản gia, chuẩn bị xe, đến từ Ân Tự. Nè, gì vậy? Đằng kia kìa. Cái gì? Chỗ nào? Ở đằng kia đó. Không nhìn rõ. Trời ơi. Ê. Cái gì vậy hả? Đào cái này lên. Đào lên hả? Bới hết lên, bới lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Nè, huynh còn nhớ người đàn bà mà Huyền Trang gặp phải hôm đó không? Bà ta nói con gái bà ta bỏ nhà theo trai. Con gái của bà bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Không thấy từ lúc nào. Bẩm đại nhân, con gái của tôi tên Đào Nhị, năm nay 19 tuổi. Từ sáng sớm hôm nay tôi đã không thấy nó đâu nữa. Tôi mới mở cái rương của nó ra thì phát hiện một chuỗi tràng hạt. Tôi mới biết nó đã bị tên dâm tăng này dụ dỗ đi mất rồi. Vậy bà dựa vào cái gì mà nói vị bần tăng này dụ dỗ con gái của bà? Cái tai nải của con bé nhà tôi, ông coi, nó ở trong tay của tên hòa thượng này nè. Vậy nếu như cái tai nải là của con gái bà, vậy bà cũng biết trong này có cái gì chứ? Bà thử nó xem trong đó có cái gì. Tôi biết chứ, có hai cái áo, một cái thoa bạc. Còn nữa, cái con bé chết dẫm đó còn lén giấu tôi để dành 100 lượng nữa. Ồ, huynh muốn nói người con gái này là con của người đàn bà đó sao? Tên là Đào Nhụy. Ừ, huynh coi nè, đã chết được 1-2 ngày rồi. Người đàn bà đó nói gian phu của con bà ta là một tăng nhân, mà chúng ta tìm được một cái kim thoa trong tàng kinh lâu, khẳng định chính là cô ta. Rất có thể họ lén lút với nhau, lấy tàng kinh lâu trong tự ẩn tự làm nơi hẹn hò. Sau đó tên tăng nhân đó muốn cùng cô ta bỏ trốn, nhưng lại sợ rước họa vào thân, cho nên có ý giết người. Đầu đuôi câu chuyện là vậy. Nè, huynh nhìn đằng kia đi. Dù có thế nào ta cũng không đi. Hả?
Phật môn là nơi thanh tịnh, nhưng mà đệ tử Phật môn lại giết người như vậy, đúng là không bằng cầm thú mà. Không phải tức giận, bây giờ người đó tự nhận hậu quả rồi còn gì. Cái gì? Nguyên giác. Nguyên giác? Nhìn hắn không giống đệ tử Phật môn, chính là tên cầm thú. A-di-đà Phật, không biết quần chúa gia đáo không kịp nghênh đón xin thứ tội. Đại sư đừng khách sáo, xin hỏi tự chủ có ở trong bảo sát hay không? Ân sư Phỏng Hỷ đại sư đang ngồi thiền, nhưng trong lúc này không tiện tiếp khách, xin quận chúa thông cảm. Vậy ý của đại sư là sao? Đó là vì... Là vì... Là vì Phỏng Hỷ đại sư bị bệnh rồi. Quận chúa. Tiên sinh, hiệu quý, thì ra hai người cũng ở đây. Ê, sáng sớm rảnh rỗi, không có việc gì làm. Vậy là tôi cùng với quốc trì hiệu quý để đến chùa thắp hương, cầu xin may mắn thôi, có gì đâu. Tiên sinh nói đúng lắm. Vậy Phất Dân cũng muốn đi dạo quanh chùa, không biết hai vị có thời gian đi cùng hay không? Ê, có thể cùng quận chúa Điện Hạ cùng ngoạn bảo sát, thật là may mắn. Quận chúa, nói thật là... Quận chúa Điện Hạ xin mời, xin mời, xin mời. Quận chúa vội vàng đến gặp chủ trì, chắc không phải chỉ vì dân hương đâu, có phải không vậy? Tiên sinh và hiệu quý đêm qua không về túy lâu, vậy là trong tự chắc chắn đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Tiên sinh, việc mà Phất Dân nhờ cậy... Nói về chuyện làm ăn thì Lý Mổ từ trước tới nay không bao giờ quên đâu. Vậy việc ở trong tự với việc ở trong phủ của Phất Dân có liên quan gì không? Lẽ nào tiên sinh chê Phất Dân vẫn chưa đưa bạc cho tiên sinh, nên không chịu nói chân tướng cho ta biết? Ngân lượng? Ngân lượng gì? Quân chúa à? Quân chúa có nhận ra vật này không? Cẩn thận có tai mắt. Đêm qua trong tàng kinh lâu của tự có tăng nhân bị sát hại, miếng ngọc này liên quan tới hắn ta. Tăng nhân đó bao nhiêu tuổi rồi, hình dáng ra sao? Ngoài 30 tuổi, pháp hiệu là Nguy Giác, ở trong chùa từ nhỏ tới lớn. Ngoài 30, vậy ai đã giết người này? Lý Mỗ chưa có điều tra ra, có điều hung thủ... Hung thủ làm sao? Đi theo tôi. Quận chúa Điện Hạ, nơi này chính là tàng kinh lâu. Nơi tình tu bị giết chính là ở chỗ này nè. Không lâu sau, Nguyên Giác cũng bị sát hại. Cái chết của Nguyên Giác thì có hai khả năng. Một là Nguyên Giác căn bản là mục tiêu của hung thủ, chỉ là hung thủ giết tịnh tu trước. Khả năng thứ hai, hắn vốn không đáng chết. Chỉ có điều hắn phát hiện ra tung tích của hung thủ, cho nên mới bị hung thủ giết người để mà diệt khẩu mà thôi. Nè Yếu Đạo, huynh nghĩ coi, khả năng nào lớn hơn? Mau nói đi. Mau nói đi chứ. Huynh đoán xem. Kêu ta đoán nữa, còn ra vẻ bí hiểm với quận chúa sao? Cái tên Yêu Đạo này, quận chúa xin đừng giận nha. Nào, nếu như tôi đoán không sai á, câu trả lời đêm nay sẽ được hé mở thôi, đừng có nóng ruột. Nếu vậy thì tốt quá, Phất Dân sẽ cùng hai vị chứng kiến chân tướng. Cũng được. Được,
nhưng mà không thể được. Hành động này e là sẽ có nguy hiểm. Quận chúa cành vàng lá ngọc sao có thể đích thân mạo hiểm, lỡ như có sơ suất gì. Câu nói này của Hiệu Quý rất giống với câu nói của lão hoàng gia nhà ta thường nói. Đừng có quên, ta là quận chúa Phất Dân. Bình Dương công chúa tuy là không bằng, quốc trì Hiệu Quý xuất thân là tướng môn, nhưng tuyệt đối không phải là nữ nhi, trói gà không chặt. Quận chúa nói đúng. Cái câu nói trói gà không chặt đó là dành cho Lý Mộ mới đúng đó. Ha, quận chúa võ công cao cường mà, sao lại trợ thủ đắc lực chứ đâu. Hiệu Quý, tiên sinh cũng đồng ý cho ta ở lại. Không phải là ý này, Lý Mộ chỉ muốn nói với quận chúa là quận chúa lần này mà đi á, tuyệt đối không phải trợ lực. Vậy ý của tiên sinh là gì? Quận chúa đã giao sứ mệnh cho Lý Mộ điều tra rõ chân tướng sự việc. Lý Mộ không muốn bất kỳ sự can thiệp nào. Nếu không, xin quận chúa hãy mời cao minh khác đi. Ngươi... Ngươi... Tin tưởng tại hạ, đừng để tại hạ bị phân tâm. Đa tạ quận chúa thấu hiểu. Quốc trì, chúng ta đi. Quận chúa, cáo từ. Tất cả hãy làm theo lời của ta. Để đi trước đi. Dạ, sư huynh. À, đại sư. Đại sư. A-di-đà Phật. Họ đã đi rồi. Hai người đi sớm về sớm, tôi sẽ chờ ở đây. Hãy để tin của chúng tôi. Đa tạ đại sư. À, hôm đó Nguyên Giáp đứng ở đây. Đúng. Không cho chúng ta vào tàng kinh lầu. Đúng. Tinh thần thấp thỏm. Đúng. Còn không cho chúng ta quay đầu lại. Không sai. Vậy thì đúng rồi, lại đấy. Thật ra sao chúng ta không có gì đáng nhìn hết. Hãy không muốn chúng ta nhìn cái bia đá này thôi. Yêu đậu, huynh nói làm ta nhớ ra. Lúc đó hắn tự tin với chúng ta là thánh thượng ban tặng. Nhưng khi chúng ta quay đầu lại nhìn thì hắn lại nói không phải cao tăng thì không được vào. A-di-đà Phật. Trong lầu lưu cất tàng bảo chân kinh, Thái Thượng Hoàng từng đến thăm ban ra chiếu sách. Không phải cao tăng của bổn viện thì không được tự ý vào. Bên trong nhất định có nhiều bí mật. Quét dọn sạch sẽ dữ vậy sao? Đúng vậy. Trong tự có hai người chết, cái việc lớn vậy mà có thời gian quét dọn bia đá mới ghê chứ. Đi nào. Nhất định là muốn quét đi dấu tích gì đó. Thế nào? Tôi hỏi huynh cái này. Nói đi. Trường An nhiều nhất là cái gì? Trường An nhiều nhất hả? Là người. Vậy là nhiều hơn người. Nhiều hơn người. Vậy nhất định là những chuyện ly kỳ cổ quái rồi. Không biết có tính hiện giờ không? Ta hãy vào coi thử. Ừ.
Yêu Đậu, người ở đâu rồi? Yêu Đậu, Yêu Đậu, nè, Yêu Đậu, Yêu Đậu, người ở đâu rồi? Ai vậy? Tôi nè. Sao gọi người nãy giờ không chịu trả lời vậy hả? Trời đất ơi, trong này tối giờ hủ chìm, tình hình chưa rõ, trả lời thì lộ mất hành tung thì sao đây chứ? Hey, sao người ích kỷ vậy hả? Người có biết là ta vì người mới bị té không? Người không biết gì hết, nhìn tay của ta đi. Để tôi coi thử coi. Bị thương rồi nè. Rêu xanh. Để ta nè, giúp ta một tay đi nha lớn. Được rồi. Rêu xanh. Đúng vậy. Rêu xanh. Nhìn coi, ở đây nè. Đúng, nhìn nè. Xem nè. Đúng rồi. Thì ra rêu xanh từ tay của Tịnh Tu là ở chỗ này nè. Đúng đó. Vậy mà hôm qua đoán sai là ở sau núi mới ghê chứ. Bây giờ nói điều này làm gì? Không phải là chúng ta, là ngươi làm đó biết chưa? Đi thôi, đi thôi. Quận chúa, đã khuya rồi, quận chúa có nên thay xiêm y đi nghỉ không? Tuyết Nhi, ngươi có còn nhớ đứa bé trai làm việc ở dưới bếp của nhà chúng ta hay không? Bẩm quận chúa, nô tỳ nhớ. Chuyện của nó. Quận chúa, nô tỳ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Quận chúa minh giám, nô tỳ đã từng thề. Tuyết Nhi, mau đứng dậy, ta không có ý này. Ngày đó, ngươi chắc chắn là ngươi với chú Phùng đã bù đắp cho gia đình đứa bé đó rồi chứ? Chắc chắn quận chúa. Ừ. Vậy sau đó, gia đình họ có tin tức gì không? Nô tỳ chỉ nghe chú Phùng nói, gia đình của họ cảm ơn đại ơn đại đức của quận chúa, sau đó không nghe thấy tin tức gì nữa. Quận chúa, việc này đã qua lâu rồi, tình hình lúc đó quận chúa cũng đã tận tâm tận nghĩa rồi. Số ngân lượng đó đủ cho cả nhà của họ sống một đời sung túc mà. Đây không phải là chuyện ngân lượng, mà là tính mạng của một con người. Chỉ như vậy, chỉ như vậy thôi. Kết thúc rồi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng đôi bàn tay này của ta cũng dính máu người vô tội. Người nói Tịnh Tu đã từng tới đây, còn Nguyên Giác thì sao? Đương nhiên là cũng tới rồi. Có điều hắn còn phát hiện ra bí mật chỗ này, cũng chính vì vậy mà trở thành mục tiêu thứ hai phải chết của hung thủ. Nè, nhìn chỗ rêu này, nơi này chắc chắn phải có từ lâu lắm rồi, còn lâu đời hơn cả ngôi tự miếu này luôn. Phật môn tự viện thường là nơi cất giấu mật bảo thánh vật hoặc các di vật của cao tăng. Xem ra nơi này chính là chỗ đó rồi. Chà, chỗ này rộng thật đó. Chỗ này rộng quá ha. Nè, nhìn coi. Ê, chỗ này.
vết máu. Tịnh Tu có lẽ là bị hại ở chỗ này, sau đó bị hung thủ kéo lên trên mặt đất lôi ra ngoài kia. Đúng vậy, nếu như vậy còn đợi gì nữa, vào thôi. Khoan đã, chỗ này coi chừng có cơ quan đó, vào thôi. Ờ, à, được. Qua bên này, phóng đạo đi. Ờ, được. Không có cơ quan gì hết. Không sao rồi, đi thôi. Đi. Trời, cái nơi này có lẽ là nơi cất giữ. Xem ra sau khi hành tung của hắn bị lộ, hắn đã cho người chuyển hết những chiếc hòm đi rồi. Rốt cuộc chuyển cái gì đi vậy ta? Nè. Ê, trời đất ơi, là một đứa bé trai. Hơn nữa nó còn có tóc, xem ra không phải là tăng lữ rồi. Xét về độ cứng của da, có lẽ đã chết được 2 tới 3 năm. Sao đến đứa bé mà không tha cho nó vậy ta? Cái đó là cái gì? Là cái gì vậy? Đã vào cửa Phật rồi, cố chấp chi nữa vậy? Người đời đều cố chấp, đâu phải chỉ mình ta. Phổng Hy đại sư. Hai vị quả nhiên sáng suốt, có thể đoán đúng là ta. Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên là con người ông đây không có bị liệt cái chỗ nào hết. Y thuật của Lý Tiên Sinh đã nhìn thấu được lão nạp. Nhãn viên tâm miêu, tâm chủ quyết thành. Đại sư nó là người lâu năm trên giường, quyết mạch của đôi chân không thông, sao có thể có được ảnh nhìn sắc nhọn của đại sư được? Nếu muốn thi hành dương pháp, cho nên nếu tôi đoán không sai thì đại sư trùng tu lệ tự ân tự không phải vì mở rộng Phật pháp, mà là vì có một mục đích khác. Không sai, chính là vì 20 năm trước Thái tử Điện Hạ đã căn dặn lão nạp trùng tu lại tự ân tự này. Lại là Lý Kiến Thành. Vậy thì vật trong mật thất này cất giữ chính là những vật của ẩn Thái tử Lý Kiến Thành. Lý Thế Dân, tên loạn thần tặc tử, đã có ý giết huynh môn nghịch từ lâu. Thái tử anh minh sao lại không biết được? Đề phòng bất trắc, đã mang quân phí cất giấu ở đây, lệnh cho lão nạp phải canh giữ nơi này.
Lão Nạp bèn giả vờ bị liệt trong coi trong tự, lại mang chân kinh cất ở tàng kinh lâu, rồi xin sắc mệnh của Thái Thượng Hoàng đóng cửa nơi này. Từ đó không có ai bước vào nơi này một bước. Đủ rồi, giết bao nhiêu người như vậy mà còn nguy biện? Nói cho ta biết, cái chết của Tịnh Tu và Nguyên Giác có phải liên quan tới ông không? Hai người đáng chết. Thuần Thiết Thủ, Thuần Thiết Thủ yêu đạo, ông ta chính là người mặc đồ đen đó. Tịnh Tu trà trộn vào trong tự, Lão Nạp vừa nhìn là nhận ra ngay. Trước đây hắn bán chủ cầu vinh là người đang chết, còn tên Nguyên Giác, cái tên dâm đảng, lại còn muốn chia chắc di bảo của Thái tử chết là còn may. Vậy con Vũ Phùng thì sao? Vì sao bà ấy lại bị lôi kéo vào việc này chứ hả? Vũ Phùng, Vũ Phùng nào? Người hầu trong phủ của pháp dân của chúa. Tưởng cô yểm pháp chắc là do đại sư đã giao cho bà ta để hãm hại quận chúa, có phải không vậy? À, Lão Nạp nhớ ra rồi. Bà ấy đến chùa, trong lòng chất chứa tâm sự, xin thỉnh giáo Lão Nạp. Nói bà ấy hằng đêm để mơ thấy con trai bị ngàn mũi tên xuyên tim. Nói bà ấy phải trả thù cho con trai. Trả thù cho ai? Hey. Sao Lão Nạp biết được? Có điều bà ấy là người nhà trong phủ pháp dân quận chúa, cho nên Lão Nạp bèn tương kế tụ kế, bảo bà ấy đặt tượng gỗ yểm pháp vào vật phẩm cống nạp trong phủ. Nhưng mà đại sư có mối thù gì với pháp dân quận chúa vậy? Vì sao hãm hại cổ? Hey, cái con tiện nhân đó càng đáng chết. Cô ta không quan tâm đến tình huynh muội, sau khi nghe thấy thảm án Huyền Vũ môn, đã đuổi thiếu chủ Thừa Nghĩa điện hạ, lúc đó đã ở trong phủ của cô ta ra khỏi phủ, khiến cho điện hạ bị thủ hạ của Lý Thế Dân giết chết. Câm miệng, toàn nói láo. Quận chúa không phải là người như vậy đâu. Vậy còn cái vị thiếu niên này cũng chết ở trong tay đại sư phải không? Nói đi. Đúng vậy. Phàm là những kẻ đi lạc vào đây đều phải chết. Vị thiếu niên này là người đầu tiên đi vào chỗ này. Lão Nạp cố ý để xác lại đây là vì muốn cảnh cáo cho những kẻ đến sau. Được rồi, được rồi, chân tướng đã rõ. Chỉ tiếc là không có cách nào báo lại với quận chúa điện hạ mà thôi. Các người đều là tay sai của Lý Thế Dân thì sẽ phải nhận lấy kết cục như Tịnh Tu và Nguyên Giác. Lên đường đi. Hey. Yêu đạo, cẩn thận. Không được rồi, đạo pháp quốc trì ngoài chiến trường thì không lo, nhưng gặp phải cao thủ giao đấu trong chỗ chật hẹp như thế này, quốc trì sẽ bị thiệt thòi thôi. Mình có sao không vậy? Không sao. Đại sư, ông có nhận ra vật này không? Thủ mệnh đông cung, đây chính là vật tùy thân của Thừa Nghĩa điện hạ. Sao lại ở trong tay các người? Cái vật này Lý mộ lấy được từ người của đứa bé này đó. Đứa bé này chính là Lý Thừa Nghĩa đó. Không thể nào. Sao nó lại là Lý Thừa Nghĩa được chứ? Không thể nào. Ông không ngờ chứ gì. Ông một lòng muốn báo thù cho Lý Kiến Thành, ai mà ngờ được rằng hậu nhân của Lý Kiến Thành lại bị chết trong tay của ông.
đúng là nực cười mà. Ông trời ơi, kinh thầy ta đã giết thừa nghĩa điện hạ. Người Ngươi, ngươi đang lừa ta. Ta phải giết ngươi. Sao rồi? Không sao đâu. Không chết được mà. Cảm ơn người đã quan tâm, ta không sao. Là tôi nói ông ta cơ. Ông ta hả? Người tự mình nhìn đi. À, xem ra hết trọng đầy nữa rồi. Mặc kệ ông ta, tìm lối ra thôi. Đi thôi. Nè 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 nè. Quynh nhìn chỗ này đi. Sao hả? Quynh xem chỗ này rất giống một lối ra ngoài nè. Chúng ta đi vào thử coi thực ra nó là cái gì. Đi. Được, đi. Hả? Thì đã tiền phòng của Phổng Hy thông với địa cung. Ôi. Đúng là quyền diệu thật chứ. Bây giờ huynh có dự định gì? Còn dự định gì nữa? Bẩm báo Phục đại nhân, nói ông ấy kiểm tra về niêm phong Từ Ân Tự. Số của cải đó hiện nay không biết ở đâu, không thể để lọt vào tay kẻ xấu được. Để ta đi bắt Phổng Hy lại. À. Nè, nhìn gì vậy? À không có gì, tôi nhìn xem có ai không thôi. Nội tình của vụ án này chưa chắc chỉ có Phổng Hy thôi đâu. Nghĩa là sao? Quốc trì sẽ giải thích với Phục đại nhân như thế nào về chuyện quận chúa quỷ thác. Huynh giải thích thế nào về chuyện Phổng Hy với Vũ Phụng lợi dụng tượng cổ yểm pháp hãm hại quận chúa. Còn cả chuyện tin đồn về Lý Thường Nghĩa nữa kìa. Ý của huynh là tất cả những việc này liên quan tới quận chúa? Huynh nghĩ mấy chuyện xảy ra đều là ngẫu nhiên hết hay sao chứ? Nó đúng như những gì quốc trì nói thì quận chúa đã kiên quyết đòi tới rồi. Ồ, vậy sao? Ờ, phải rồi. Nói tới lúc nãy, thật sự quá nguy hiểm rồi. Nếu như không phải nhận ra cái xác đó chính là Lý Thường Nghĩa mang cái ngọc bội này trấn áp lão hòa thượng thì suýt chút nữa. Rất đơn giản thôi, là tôi lừa hết rồi mà. Hả? Ngươi sao lại bị bợm chứ? Ta đã nói với ngươi sớm muộn cũng xảy ra chuyện, ngươi biết chưa? Có điều chính gì như vậy? Nà, sao vậy? Trời ơi, tôi quên mất Quyền Trang đại sư đang chờ tin kìa. Ê, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hay thiệt là... Ngươi nhìn kìa. Nhìn kìa. Đại sư, đại sư, cái này A Di Đà Phật, Tàng Kinh Lâu bị cháy rồi.